Nhân dịp Tết Trung thu năm 2021, chiều nay, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Ngô Thị Kim Yến đã đến thăm hỏi và tặng quà cho các bệnh nhi tại Bệnh viện Ung bướu Đà Nẵng. Gửi lời hỏi thăm đến các y bác sĩ và các bệnh nhi đang được điều trị tại Bệnh viện Ung bướu, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Ngô Thị Kim Yến ghi nhận và biểu dương nỗ lực của bệnh viện trong việc chăm sóc và điều trị cho các em, nhất là khi thành phố vẫn còn đang quyết liệt phòng chống dịch COVID-19. Nhân dịp Tết Trung thu, lãnh đạo thành phố đã trao hàng chục suất quà cho các bệnh nhi, động viên các em tích cực điều trị, mau chóng hồi phục sức khỏe. Nhấn mạnh dịch bệnh hiện đang được kiểm soát trên địa bàn thành phố, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Ngô Thị Kim Yến cũng đề nghị lãnh đạo bệnh viện quan tâm, nghiên cứu xây dựng các chương trình hoạt động vui Tết Trung thu cho các em trong điều kiện đảm bảo an toàn phòng chống dịch, giúp các em đón một mùa Trung thu ý nghĩa và ấm áp. Dạ con, cho con thấy những sự quan tâm của cô cháu ở đây rất là tốt với tụi con. Em luôn ấy với tụi con để tinh thần tụi con được lạc quan hơn. Trong dịp Trung thu sắp tới thì chúng cũng mong muốn thành phố giúp đỡ tạo điều kiện cho các em có những cái buổi Trung thu thật ý nghĩa. Hiện Bệnh viện Ung bướu Đà Nẵng đang điều trị nội trú 17 bệnh nhi, trong đó có hơn một nửa bệnh nhi người Đà Nẵng.